Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử người chồng đứng sau sự thành công của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú giàu nhất Việt Nam là ai. Có một người phụ nữ nào hạnh phúc hơn khi có chồng giỏi giang nhưng sẵn sàng nhường ánh hào quang cho vợ? Người đàn ông nhường ánh hào quang ấy cho tỷ phú Nguyễn Phương Thảo không ai khác chính là ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch tập đoàn Sovico, là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Phía sau sự thành công của CEO Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo luôn có bóng dáng của một người đàn ông quyền lực. Phía sau một người đàn ông thành công có bóng dáng của một người phụ nữ, và phía sau một người phụ nữ thành công cũng có bóng dáng của một người đàn ông. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo may mắn được tỏa sáng nhờ có một người đàn ông như thế. Trong số rất nhiều cặp vợ chồng doanh nhân Việt, trường hợp của vợ chồng tỷ phú hàng không Nguyễn Thị Phương Thảo và Nguyễn Thanh Hùng có thể xem là khác biệt nhất. Sở dĩ nói vậy vì trong Madam Vietjet đã có tên trong danh sách tỷ phú Forbes hơn 2 năm rồi, thì thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thì người chồng đại gia của bà cũng là chủ tịch tập đoàn Sovico lại rất kín tiếng. Tuy nhiên, xét về độ giỏi giang và chiến tích thương trường thì ông lại chẳng hề kém cạnh vợ chút nào. Nguyễn Thanh Hùng, chồng tỷ phú Phương Thảo sinh năm 1967 tại một vùng quê thuộc xứ Dừa Bến Tre. Hùng từng có bằng kỹ sư điện từ trường Đại học Kha Câu và tiến sĩ chuyên ngành tự động hóa từ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga. Nhắc đến ông Nguyễn Thanh Hùng thì những ai thuộc thế hệ 6X, 7X từng lập nghiệp ở Đông Âu không ai là không biết. Nói vậy vì ông Hùng là một trong những đại gia ẩn danh cùng thời với ông Đặng Khắc Vĩ, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang từng có quãng thời gian lập nghiệp tại các nước Đông Âu trước đây. Theo chia sẻ từ cộng đồng người Việt Nam tại Đông Âu, ông Hùng bà Thảo là một trong những cặp vợ chồng Việt giàu nhất tại khu vực này trong nhiều năm liên tiếp. Trong danh sách này còn có Đặng Khắc Vĩ, chủ tịch hội đồng quản trị VIB. Giữ nhiều vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp, song ông Hùng gây chú ý nhất ở vị trí chủ tịch tập đoàn Sovico. Tập đoàn Sovico do ông Nguyễn Thanh Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị, được biết đến với nhiều thương vụ đầu tư bất động sản lớn cả ở Việt Nam và nước ngoài. Sovico Holding hiện kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính là bất động sản, đầu tư tài chính ngân hàng, điện năng lượng và hàng không. Sovico Holding là cổ đông sáng lập và cổ đông lớn nhất của hãng hàng không tư nhân Vietjet Air. Ở Vietjet Air, trong khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện trên diện rộng với vai trò tổng giám đốc, thì ông Nguyễn Thanh Hùng giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị. Hiện tại, nhóm các cổ đông liên quan đến Sovico là những cổ đông chính và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong HD Bank. Tại HD Bank, bà Thảo giữ vị trí phó chủ tịch thường trực. Bên cạnh HD Bank, Sovico Holding còn là cổ đông lớn nhất của chứng khoán Phú Gia và công ty quản lý quỹ tài chính dầu khí PVFC Capchon. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Sovico Holding đã mua lại khu resort Fumara ở Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Sovico còn rót vốn vào khách sạn Hồ Gươm tại Hà Nội, dự án Arian ở Đà Nẵng. Là ông chủ của một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, song ông Nguyễn Thanh Hùng lại khá kín tiếng. Cũng chính vì vậy mà ít ai biết cặp vợ chồng đình đám này là một trong những người tham gia sáng lập hai ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam là VIB và Techcombank. Vợ chồng ông Hùng cũng là một trong những đại gia có máu mặt trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án trong và ngoài nước. Người tò mò, không rõ người chồng luôn đứng phía sau nâng đỡ tỷ phú Vietjet là người như thế nào. Tìm hiểu thì không có thông tin gì ngoại trừ lý lịch ngắn gọn của ông Hùng trên danh sách chủ của Sovico. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hùng là một trong ba thành viên sáng lập và gây dựng tập đoàn từ những ngày đầu thành lập năm 1992. Ngoài là người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị Sovico, ông Nguyễn Thanh Hùng còn giữ rất nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp khác như phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank, thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô. Tháng 7 năm 2007, ông Nguyễn Thanh Hùng được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Ông cũng là thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, được bổ nhiệm bởi Thủ tướng Việt Nam từ năm 2006. Ngoài ra, ông còn là phó chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Nhật Bản, ủy viên ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ, thành viên duy nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Năm 2013, ông Nguyễn Thanh Hùng là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự Diễn đàn Kinh doanh Nga Singapore để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về việc kinh doanh cũng như các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Việt. Trước đó, ở nhiều diễn đàn kinh tế cấp cao khác trong khu vực và thế giới, chủ tịch hội đồng quản trị Sovico cũng là gương mặt đại diện tham gia. Giới doanh nhân truyền tay nhau về sự giàu có và hạnh phúc của vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Đó có lẽ chẳng phải ngoa ngôn, bởi người đàn ông nào hạnh phúc hơn khi có một người vợ vừa là tỷ phú nhưng vẫn tự tay may vá quần áo cho chồng con, và có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn khi có người chồng giỏi giang nhưng sẵn sàng nhường ánh hào quang cho vợ. Người đàn ông nhường ánh hào quang ấy cho bà Thảo không ai khác, chính là ông Nguyễn Thanh Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.